Đi hầm thủy lôi. Đây là hầm thủy lôi. Hầm thủy lôi. À, và quay đèn cái đi. Blast blast rồi blast. À, đây hầm thủy lôi. Đây cái hầm nó nhỏ xíu thôi nè. À. Đây. Ui, con dơi á. Ở trong này có con dơi đó. Mình chưa hầm thủy lôi mình coi đi tiếp ngoài. Ở đây có con dơi Phương Nghi nè, đi sau lưng ba nè. Trong hầm mà. Và wow, mày mình đi khám phá hầm thủy lôi. Rồi, con dơi nó bay lên rồi. Rồi. Là cái hầm đi ra đây. Đó. Đây là khu di tích hầm thủy lôi. Con dơi. Đây là di tích hầm thủy lôi. Đây. Hầm này thì nằm ở núi lớn của Vũng Tàu. Cái phần nhỏ thôi vì người ta để lại để mà giữ di tích thôi. Nè đường dẫn đi vào trong hầm thủy lôi thì ngoài kia đây mình sẽ có cái di tích của các pháo đài nữa. Thì pháo đài lúc nãy chưa quay nhưng mà bây giờ thì lát nó quay lại. Ủa, quay bánh bụi luôn hả? À? Chưa đâu bình thường. Mà nội vô coi hầm thủy lôi à, vô cái hầm đi Phương Nghi dẫn đường rồi thôi đó, nó quay tiếp nha.